nói đến này là cái nó như cái duyên duyên là cháu hơi là hồi trong Tư Nguyên và có cái duyên với thầy Việt nên là đến mấy kiếp rồi chứ phải duyên bây giờ đâu. Đến bây giờ thì thành ra là Tâm Việt thành ra là một cái cơ sở nói là hàng đầu điều trị cho các cháu lớn tuổi. Thực sự mà nói thì là vợ tôi thạc sĩ món này đào tạo cháu từ khi thế nhưng mà nó chỉ là những cái cháu nhỏ cái còn khoảng thành những cháu lớn thì cũng khó. Thế thì và ở đây thì phải nói luôn cái này các cháu ở đây cũng có những cái tâm trạng giống nhau giống như tôi ngày xưa. Thế nhưng mà phải nói luôn cái này ở đây là các thầy các cô ở đây vừa với yêu thương để mà gọi là cái gì này là dã man, đủ yêu thương để dã man. Cho nên là thế này này, ở nhà con rất là tên bọn trẻ con tôi là một công viên nhà, mà bọn này mà nếu mà không nghiêm với nó thì không xong. Thế nhưng mà ở đây cái chuyện nghiêm khắc ở đây nó khác, đánh kín ở đây. Bảo vệ là đánh kín, không phải đánh kín, nhưng mà cái chuyện nghiêm khắc ở đây nó khác, hoàn toàn tách khỏi cái môi trường của gia đình. Thế các cháu ở đây hoàn toàn là được sống với các thầy cô. Ở đây có một cái rất tuyệt vời này, này là những thầy cô bình thường, hết sức bình thường kéo chúng nó đi, tức là để cho chúng nó hòa nhập với các thầy cô. Nên là hôm nay là ngày cuối cùng của năm mà tôi xin lỗi tôi cũng vừa trong kia quay ra để chia sẻ với các vị. Đây là nếu như mà đã vào đây thì cũng như là một cái duyên rất lớn tham gia. Cháu con quê nhà tôi ấy, nói thế này, nếu mà tất cả những ai mà có con lớn nó trải qua cái cực kỳ dậy thì nó cực kỳ hạnh phúc. Tôi chứng kiến rất nhiều những cháu những cái thời kỳ mà thì khi nó gào hết tức là nó có những cái bình thường. Thế nhưng mà rất may là anh Phương Nguyên này nó vượt qua cái đấy thì bắt nhẹ nhàng bởi vì nó không có thời gian mà dậy thì việc của mình nó hết thời gian để nghỉ luôn dậy thì tập luôn đấy. Cho nên là hôm nay cũng là cái ngày cuối năm năm mới chia sẻ tôi những ngày đầu tiên sau khi đến đây thì cái tâm và tôi cho là cái duyên của cháu xin cảm ơn.